Là nông dân trồng màu trên 10 năm nay, 5 năm trở lại đây, anh Nguyễn Văn Sử ở ấp 1 xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long bén duyên thêm việc trồng bắp chưng vào dịp Tết đến xuân về. Theo anh Sử, năm mới, nhiều người dân chọn bắp để chưng với mong ước mọi điều thuận lợi, công việc làm ăn chắc nhiều bắp. Để cây đơm qua kết trái đúng ngày và bắt mắt, người trồng phải có kinh nghiệm và chăm sóc kỳ công qua nhiều công đoạn. Tùy vào nhu cầu thị trường, bắp chưng có mức giá dao động từ 160.000 đồng đến 250.000 đồng một cặp. Người ta cũng có nhu cầu chưng bắp á, thì nhà tôi cũng 3-4 năm rồi trồng bắp này để bán chưng Tết. Không chỉ bắp kiện hút hàng được giá mà ngay cả bắp trái cũng khá đắt hàng vào dịp Tết. Ông Lê Ngọc Điểu ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long cho biết, gia đình mặc dù không có thời gian chăm sóc tỉ mẩn cho bắp kiện, nhưng ông tranh thủ trồng bắp để bán trái trong dịp Tết. Nếu ngày thường mỗi trái bắp có giá từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng, thì đến Tết sẽ có giá từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng một trái. Không riêng gì ông Điểu mà hầu hết người dân trồng bắp ở địa phương đều tranh thủ xuống giống vụ bắp Tết với hy vọng đắt hàng được giá. Ở đây thì khu vực này thì trồng bắp đón Tết thì cũng khá nhiều, khoảng cỡ 3 hecta. Bây giờ bắp này nó phụ thuộc vào thời tiết, nếu thời tiết lạnh thì nó kéo dài ngày ra. Còn nếu thời tiết nó ổn định thì đúng ngày Tết luôn. Trong cách nghĩ của nhiều người, việc sử dụng các loại nông sản vốn gắn bó với người nông dân vào dịp Tết cổ truyền không chỉ là trân trọng những thành quả trong sản xuất mà còn gửi gắm vào đó ước muốn năm mới mùa màng bội thu.